Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay em xin giới thiệu cái mẫu mạch lo kéo này. Shiver kích thước là 905 x 25. Thì cái mẫu này là mẫu mạch 2 kênh bên em nâng cấp lên từ cái mẫu mà 2 kênh HI 8110B nha các anh. Đó. Hiện tại thì em sẽ nâng cấp cái mẫu này lên ha. Mẫu đó thì mình chỉ dùng Eco thôi, còn hiện tại cái mẫu mạch mới này mình sẽ dùng được cả Shiver cho mình luôn ha. Chính được Shiver delay và có thêm Eco cho mình. Còn mẫu cũ là không có Shiver, không có delay nha. Đó. Thì các chức năng thì nó sẽ giống nhau hết toàn bộ, nó chỉ khác phần IC công suất nè, khác mẫu, khác thêm phần delay và Shiver này. Và ví dụ như phần nguồn, phần công tắc led, công tắc power thì nó vẫn giống như cũ nha. Đó. Bluetooth này thì nó sẽ tốt hơn ha. Phiên bản này là phiên bản 5.5 này. Phiên bản tốt hơn phiên bản cũ nha các. Đó. Bây giờ em sẽ quay bên trong cho mình xem ha. Đây. Đây, cái Bluetooth mới của nó này. Phần Shiver này, chính Shiver delay này. Đó. Phần bên trong bo mạch này, hai kênh ra lo. Đây. Đây là hai kênh ra lo cho mình ha. Kênh 1, kênh 2 ra lo, hai con IC công suất cho mình luôn nha. Hai con ha, hai con công suất. Nó sẽ ra cho mình hai kênh lo luôn, chứ không phải là một cơ một công suất chia ra làm hai. Cái này nó khác nhau ha. Còn sợi dây màu đen này là sợi để mình gắn micro không dây. Còn dây này thì mình để mình gắn bình ắc quy ha. Cái này là cái nguồn xung của mạch đó. Nó vẫn giống mạch cũ thôi, nhưng mà nó nâng cấp lên cái phần nhiều chức năng hơn. Tiếng ca Shiver hay hơn cho mình luôn ha. Kích thước thì vẫn như cũ 905 x 25. Đó. Đây. Rồi ha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi video của em và hành trình từ trước tới giờ tất cả những cái video bên em ha. Cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại trong các video sau.